Tối ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lương Hoàng Vũ, sinh năm 1988, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Đây là nghi can trong vụ án giết vợ rồi đốt xác phi tang. Bước đầu, Vũ khai nhận, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, Vũ đi nhậu về thì bị vợ là chị NKH, sinh năm 1993, cằn nhằn nên hai vợ chồng đánh nhau. Trong cơn nóng giận, Vũ dùng ống tiếp sắt đánh chị H tử vong. Thấy vợ chết, Vũ bỏ xác vợ vào thùng phi tẩm xăng đốt xác nhằm phi tang. Ngày 9 tháng 5, mẹ chị H không thấy con gái như thường ngày, liên lạc không được, nhưng hỏi Vũ thì Vũ nói không biết nên trình báo công an con gái mất tích. Còn Vũ thì lấy xe ô tô gia đình chở hai con gái 4 tuổi và 7 tuổi đi tắm biển Phan Thiết. Nhận được tin báo, đêm 9 tháng 5, công an huyện Đơn Dương vào cuộc điều tra, phát hiện xác chị H bị thiêu trong thùng phi và xác định đây là án mạng và xác định Vũ là nghi can. Qua tác động của công an tỉnh Lâm Đồng và công an huyện Đơn Dương, chiều ngày 10 tháng 5, Vũ lái xe từ Phan Thiết về Đơn Dương để đầu thú. Lúc 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ khi Vũ về đến địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Công an cũng đã giao hai con gái của Vũ cho người thân chăm sóc.